cảm lạnh, ngứa họng, đau rát họng, khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Đã có viên ngậm họ be rút không đường. Với cao lá thường xuân và các chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, giúp làm ấm họng, giảm các triệu chứng ho, cảm lạnh, ngứa họng, đau rát họng, hỗ trợ điều trị các chứng viêm đường hô hấp. Viên ngậm ho be rút không đường, hơi thở thơm tho, giảm ho, đau rát họng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.